Start twerking like Molly. Start twerking like Molly. Fuck everybody in this club, 'cause I got you, girl. Đi đòi nợ mà ra nhảy quá à. Bây giờ tới nơi rồi, làm việc. Dạ. Cái gì, ai mà sùm trong nhà của tôi vậy? Cái đồ dài cao dữ vậy, đứa nào mà... Trời ơi. Cốt hà. Cốt hà. Chào cưng. Cưng khỏe không? Hôm nay chị tới đây chị có một số điều muốn chia sẻ với em. Chắc là em chưa bao giờ nghe chuyện muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Trời ơi thôi. Trời đất ơi, bữa nay mà bán hàng đa cấp vô tận xào huyệt nhà tôi mời chào hả trời? Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Công ty chị cũng là đa nhưng mà là đa dạng với nhiều cấp độ khác nhau. À, đa số những người tìm tới công ty của chị là những người có hoàn cảnh rất là đa đoan, tâm lý lúc nào cũng đa sầu đa cảm. Và đặc biệt họ là bệnh nhân thân thiết của bệnh viện đa khoa. Bây giờ túm lại là mất thời gian của tôi quá, ba người là cái gì? À, giới thiệu tụi em, ba đứa chị là đôi nợ mốt. Dạ thưa chị em đi. Đi đâu mà dòi mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, anh mà đi nữa quýnh thấy bà anh luôn. Sao mặt em đẹp mà giọng em chợ quá vậy? Please. Em mượn cái số tiền của thân chủ chị là để đi qua bên Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Thôi đi. Đừng nhắc hai chữ chuyển giới trước mặt em. Thân chủ của chị ác lắm. Em mượn 4.000 đi giải phẫu, đưa cho em cái phong bì. Em tin tưởng, em xách qua tận tới Thái Lan, vô tới bệnh viện em xé phong bì ra không thấy 4.000 đô mà là 4.000 bạc Thái. Em lỡ tới rồi, bây giờ làm sao? Em chọi thẳng vô mặt bác sĩ nói làm cái gì với tôi đi. 4.000 bạc Thái nè, ông đè em xuống, ông cạo râu rồi ông đuổi em về. Rồi sao nữa? Chị ơi, ra khỏi bệnh viện, một mình em bơ vơ lạc lõng tiền thì hết. Một mình em lang thang giữa quảng trường xi lò, chưa biết đi đâu về đâu. Đột nhiên từ xa có một chiếc xe túc túc chạy tới. Túc 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 túc. Somebody come. Come. Bên đây bỏng bỏng bẹt 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 đi hồn. Đi. Lên xe. Sau đó, chúng em rong ruổi trên khắp các con đường. Mưa gió bão bùng chị ơi. Hành trình kéo dài mãi, rồi đến lúc... Tới rồi, tới rồi! Tới rồi hả chị? Bye đi! Chị ơi, tới đâu vậy? Lào! Qua Lào chi? Anh lộn hả? Đi tiếp! Lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng em cứ đi và không biết điểm dừng. Tới rồi, chính xác là tới rồi. Sắp sờ bay sắp. Em tới ơi, đâu vậy? Campuchia. Qua đây đi má. Đi tiếp. Tung 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 tung. Lại tiếp tục đi và không biết đi đâu. Tới rồi. Chợ Bến Thành kìa. Quê em. Trời ơi quê em kìa. Chị ơi em tới quê em rồi. Mà đau lòng là về tới nơi sau em mọc lại. Trời. Sao bi kịch vậy nè? Rồi cuối cùng làm sao? Sau đó em về nhà là chị qua chị đòi nợ em. Thôi chị hiểu vấn đề rồi. Bây giờ như vậy, mục đích của thân chủ chị là cho em mượn tiền. Dạ. Và mục đích của em là cầm số tiền đó qua Thái Lan để chuyển giới. Nhưng mà chị ơi, em chưa có xài đúng mục đích của em. Em muốn chuyển giới mà mới cạo râu thôi à. Nhưng mà đúng mục đích của thân chủ chị là cho em mượn tiền. Và mục đích của chị hôm nay tới đây là lấy lại số tiền đó đem về cho thân chủ chị, phục vụ mục đích mới của thân chủ chị. Ai? Nói cái gì một hồi toàn một với đích không à? Rồi bây giờ sao? Số nợ đó em tính làm như thế nào? Nợ thì cứ nợ đi. Rồi bây giờ sao? Ngắn gọn, trả hay không? Thần chủ của chị lừa em không trả. Trả hay không? Không trả. Trả không? Không trả. Trả trả. Trả trả. Lính Thúy Kiều. Có Thúy Kiều.
xin gái cho dây tiền, từ miền xuôi cho lên miền xa, dược phong ba cao lên làm giàu. Xin thông báo ta không hiền, nghe chưa mắm đây chơi liều, đừng tào lao chứ tao bực nhà, dừng tiền tao coi như là thua rồi, chạy đi cưng bắt đường. Dồn lân lời đẻ ra tiền trăm, nếu biết điều phải lo trà nhánh, cười cho qua tao sẽ ra làm ba, mà dòng luôn chép phúc giao ngàn đầu à. Chê nói vậy chứ thương thật tâm, sống biết điều chứ cưng mà thiệt cưng, trả tiền nhanh chế cho mượn thêm, một giây một là hai, cộng thêm hai là mười. Cái gì? Bà học toán lớp mấy mà hai cộng hai bằng mười bà nội? Trời ơi em ơi, chị nói rồi, tiền của chị là tiền cho dai, là tiền đứng tiền ngồi chứ không phải là tiền nằm một chỗ, em hiểu không? Trời ơi, vậy thì 4.000 bạc thái tôi mượn nó ra tới bao nhiêu rồi? À, em muốn biết số tiền em ra bao nhiêu à? Còn phải hỏi? Dạ, đàn lô tô năm thơ xin gửi đến quý vị khán giả lời chào thân ái và trân trọng nhất. Dạ, dạ, để tôi không có lời thay quý vị. Dạ, quý vị ơi, người mọi người đã có bé trên tay chưa? Tô tô, xuống bát ghế kìa mày! Xuống bát ghế kìa liễu liễu, xuống bát ghế cho mọi người đi cưng ơi! Lẹ lên nè! Xuống bát ghế nè em ơi! Dạ, quý vị ơi, mọi người hãy cầm số trên tay. Dạ, dạ, kính thưa quý vị, không để làm mất thời gian quý vị, mọi người hãy cầm trên tay một tấm vé. Dạ, và nhìn lên số trên màn hình, mọi số hiện lên trên màn hình là số nợ chính xác nhất của quý vị. Dạ, sau đây chương trình số nợ của chúng em xin được phép bắt đầu. Số gì đây, con số gì đây, số gì đây, con số gì đây, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì đây con, năm gì đây. Chiều nay ra bờ sông vắng, thấy con chuồn chuồn bay về, chuồn chuồn đưa tin bao, mai này em có chồng phương xa. Năm mươi ba, năm mươi ba, năm mươi ba, năm mươi ba, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Dạ có con năm con ba nè quý vị ơi, đánh dấu vô đi nào. 53 đó nha. Tám gì đây con, tám gì đây, tám gì đây con, tám gì đây. Cái duyên ba xin cái nợ mà bốn tình, vì duyên gia đình mà đi phải xa lang, tình lang thiết tha nói ra mà không dám. Nguyện con số tám, nguyện con số tám. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Bây giờ em kêu bỏ điện quá, bây giờ cho em chạm vào tay nè. Số gì đây con, số gì đây, bảy gì đây con, bảy gì đây. Hãy để nãy đến với em đêm này, hãy có tiếng ca cho đình lên say, nhạc tôi cùng quay nhịp chân sống xa. Hãy để nãy đến với em đêm này. Nguyện công số bảy, nguyện công số bảy. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Kinh, kinh, kinh. Dạ, quý vị ơi, cái gì em nhỏ đã có người kinh rồi. Ai kinh thì đưa lại cho Tú để cho em kiểm tra và dò lại số. Dạ. Nhanh lên tụi em ơi. Ngất Dương Chỉ. Dạ có 8. Nhi Thiên Đường. Dạ có 7. Tam Tông Miếu. Dạ có 5. Tứ Đỗ Tường. Dạ có 3. 8 7 5 3. Kinh. Đó chính là số nợ của em. Cái gì vậy? 8.753 đô, đó chính là số nợ của em. Trời ơi, cái gì mà tôi mượn 4.000 bạc thái mà trả 8.753 đô bà nội? Em đúng rồi, em chị nói rồi, tiền nào cũng phải đẻ mà, phải đẻ chứ. Trời ơi, nó đẻ kiểu gì mà nó không kế hoạch quá gia đình chị bà. Bây giờ sao nè, tiền bạc của chị em tính sao nè? Mấy người cho dây nặng lại, tôi không trả, tôi xù. Tụi em, lên. Dạ. Cái gì vậy? Muốn làm cái gì tôi? Muốn làm cái gì tôi? Ê, 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 giết người, giết người. Chị ơi, không gian nó nóng quá chị ơi. Chị ơi, em đầu hàng, em đầu hàng, em đầu hàng. À, sao cứng? Chị sao ơi, em công nhận chị đi đòi nợ mà chị đánh đúng tâm lý con nợ dễ sợ. À, em ơi, chị nghiên cứu tâm sinh lý khách hàng kỹ lắm. Em thích ăn bánh cuốn mà chị cho em khuyến mãi tới bánh chuối. Thích lắm hồn, thích lắm hồn, hai đứa đó thôi, còn chị nè. Dạ. Thôi. Bà thấy ghê quá bà nội.
tôi trả hết cho bà đi cho lẹ đi. Trời ơi, tiệc chiêu cưới đó. À, nhưng mà chị chia sẻ với em một vấn đề như thế này. 8.753, chị chỉ lấy cái này, cái này, còn lại chị cho em. Cho em? Chị cho em thiếu. Bà rảnh không, tôi trả hết đó bà. À không em gì, à, bên công ty có chuyện của chị có một chủ trương là mình phải lấy một ít mà để lại một mớ. Để mình tạo quan hệ thân thiết với khách hàng đó. Không 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 thân lắm đâu. Cái dãy này nè, trả rồi thì bỏ nó đi. Đó. Ôi rồi để con chi vậy cưng? Con này để cho chị. Để cho chị à? Dạ, chị thấy nó quen không? Chị muốn là em để là cho nó đẻ lời đúng không? À đúng rồi, phải đẻ. Thì thôi đừng có để số 8, mình để như vậy nè. Đó. Bên lắm nè, hồi xưa đi học toán chị giỏi lắm nè. À cái này ký hiệu trong toán học là vô cực nè. À giờ là em sẽ trả nợ tới vô cùng. Dạ. Em nói là nhìn hình nền mà đoán chữ. Đoán là trời ơi, hai cái 8 hay tượng cái hình đi. Thì vòng cong cong. À là cái cộng. Đó là câu trả lời chính xác. Thì sao? Tôi thưa mấy người là, vậy là bị vô trong. Đúng. Trời.